Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Cơ thể bạn nói gì, được phát sóng vào chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV2 để cùng nhau chúng ta tìm hiểu các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là giải pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh lý mạn tính tại đường hô hấp với chuyên gia của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí đe dọa sức khỏe của người dân ở khắp nơi trên toàn thế giới. Theo ước tính năm 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì có tới 9 trên 10 người dân phải hít thở không khí chứa hàm lượng các chất gây ô nhiễm cao. Ô nhiễm không khí gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong hàng năm trên thế giới. Và thực trạng ô nhiễm không khí cùng với thói quen hút thuốc lá đã khiến tỷ lệ các bệnh lý tại đường hô hấp tăng cao. Và có lẽ mỗi chúng ta đều không còn xa lạ khi nhắc tới những bệnh lý như là viêm phế quản mạn tính, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính hay là ung thư phổi. Vậy ngày hôm nay, đứng trước nhiều mối nguy cơ đe dọa sức khỏe lá phổi, chúng ta cần làm thế nào để có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh lý tại đường hô hấp? Và bây giờ hãy cùng chúng tôi gặp gỡ chuyên gia của chương trình. Đó chính là Thạc sĩ bác sĩ Chu Thị Cúc Hương, phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Phổi Hà Nội. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Hải Vân. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa bác sĩ, rất nhiều người tại Việt Nam hiện nay đang phải chịu đựng những triệu chứng tại đường hô hấp là ho, đờm, khó thở kéo dài và dai dẳng như là nhân vật trong phóng sự đầu tiên ấy ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là ở Việt Nam có những bệnh lý mạn tính tại đường hô hấp phổ biến nào và nguyên nhân của những bệnh lý này là gì ạ? Nhân vật của chương trình đã gặp những cái triệu chứng hô hấp mà rất là nhiều người gặp phải, nhất là những người mà có nhiễm độc phổi, đó là triệu chứng ho, khạc đờm và khó thở. Ba triệu chứng đó thì rất hay gặp ở những bệnh lý đường hô hấp mạn tính, đó là viêm phế quản mạn tính, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi, đó là do ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, khói thuốc lá, rồi vi khuẩn, virus. Về ô nhiễm không khí ở đô thị thì chủ yếu là từ các phương tiện giao thông như là khói xe máy, khói ô tô, công trường xây dựng cũng như nhà máy ở các khu công nghiệp. Ví dụ như là ở những nhà máy sản xuất xi măng thì sẽ thải ra bụi amiang. Và đặc biệt là mấy năm trở lại đây thì Việt Nam xuất hiện bụi nano và bụi mịn. Hai loại bụi đó thì cực kỳ nguy hiểm, lý do là kích thước của những hạt bụi siêu nhỏ có thể luồn lách vào đường hô hấp và đặc biệt là vào tuần hoàn máu, có thể dẫn đến là suy giảm trí nhớ rất là trầm trọng, đưa đến các triệu chứng như là có thể là những ho kéo dài không rõ nguyên nhân, khạc đờm kéo dài, khó thở. Thưa bác sĩ, bệnh nhân mắc những cái bệnh lý như là bệnh viêm phế quản mạn tính, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính và ung thư phổi thì có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Ví dụ như viêm phế quản mạn tính thì đầu tiên là bệnh nhân phải có những cái triệu chứng ho khạc đờm kéo dài, đặc biệt là ho khạc đờm vào buổi sáng. Biến chứng của viêm phế quản mạn tính thì có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thế khi mà có đợt cấp thì các triệu chứng nó sẽ nặng hơn, ví dụ như là đờm đặc hơn, màu sắc đờm chuyển đục vàng hoặc xanh và bệnh nhân có thể có sốt. Về triệu chứng của hen phế quản thì rất là đặc trưng, ví dụ thường xuất hiện đột ngột, bệnh nhân cảm giác như là bị bóp nghẹt cổ, rất là khó chịu, có thể có những dấu hiệu tiền triệu báo trước, có thể là dẫn đến cái cơn khó thở, khò khè, cò cử, bệnh nhân cảm giác như là bệnh nhân bị chết đuối trên cạn ấy, nói thì ngắt quãng, tím tái, nhịp tim nhanh, nhịp thở nhanh thì bệnh nhân có thể tử vong trước khi được cấp cứu. Về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, không được điều trị kịp thời và đến giai đoạn cuối thì cái khó thở đó nó sẽ liên tục nhiều hơn và làm cho bệnh nhân khó thở cả khi nghỉ ngơi. Ba bệnh lý trên là bệnh viêm phế quản mãn tính, hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có những biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Đó là gì? Đó là suy hấp, suy tim, tràn khí màng phổi. Ngoài ra thì là có thể có tăng áp lực động mạch phổi. Cái biến chứng đó có thể là lý do dẫn đến tử vong cho bệnh nhân. Còn một cái bệnh lý cuối cùng ngày càng gia tăng và là một nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nam giới, đó là ung thư phổi. Và đặc điểm để mà nhận biết đầu tiên là có thể chỉ là một cái ho kéo dài. Nếu dẫn đến là cái đau ngực thì thường khối u đã rất là lớn. Ngoài ra bệnh nhân có thể có những cái hội chứng cận u, ví dụ như là bệnh nhân có khàn tiếng, đau xương khớp hoặc là bệnh nhân có vú to ở đàn ông thì khi đó thì là bệnh nhân đã có di căn rồi. Vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ và ngay sau đây xin mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một tình huống vui ngay sau đây.
Chú ơi, cho cháu xin chữ ký ạ. Chú ơi. Sao chú mệt thì không về nhà ngủ mà còn ngồi đây ngủ rất là khổ ra. Cả đêm chú cứ ho như cuốc, khó thở có ngủ được đâu. Ôi giời, mà không hiểu tại sao chú cứ nằm xuống là tự nhiên là thấy nó cứ tức ngực, rồi thở khò khè, rồi ho sặc sụa, khó thở vô cùng. Thế chú đã đi khám ở đâu chưa? Ôi trời ơi, chú cứ nghĩ là cái chuyện này nó cứ xảy ra nó cứ như cơm bữa ấy. Xong thì nó lại khỏi, nó cứ bình thường, nó không làm sao cả, cho nên là chú có khám gì đâu. Cứ thấy ho, cháy nắng trở trời ho, mệt, thế là chú ra hiệu thuốc, chú mua ít kháng sinh, chú uống, khỏi, xong rồi chú lại thấy bình thường. Thế nhưng mà rồi, thời tiết thay đổi cái, lại tái phát. Ủa chết, sao chú lại chủ quan thế? Thế ngoài cái triệu chứng ho kéo dài ra ấy, thì cái đờm của chú nó có bị đặc không? Hay là loãng? Và ăn uống có khó khăn không? Này, mày hỏi cái gì là bác sĩ chuyên ngành ấy nhỉ? Cái bệnh này ấy, chú thỉnh thoảng nó lại tái phát. Đấy, cứ cháy nắng trở trời ngay là tự nhiên là cứ khó thở. Tất cả những cái triệu chứng cháu nói chú đều có cả đấy. Lát nữa ra hiệu thuốc, mua cái loại thuốc kháng sinh nó nặng hơn lại khỏi thôi mà. Không sao, không sao. Thế nhá. Chú ơi, cái này của chú ấy, bệnh này ấy, là triệu chứng của cái bệnh viêm phế quản mãn tính rồi. Cái biểu hiện của bệnh và triệu chứng của bệnh, cách điều trị giống y hệt của bố cháu. Giống y hệt bố cháu à? Vâng. Không những thế ấy, mà bố cháu còn bị nghiện thuốc lá nặng, nên là bệnh tình còn khổ hơn là chú đấy. Cũng giống chú là rất là chủ quan trong cái việc là điều trị này, cho nên là làm cho cái bệnh tình nó nặng hơn. Có thời gian là mất ăn, mất ngủ, cả ngày chỉ ho bị khạc đờm như này. Đi bác sĩ bảo không điều trị dứt điểm là vớ vẩn ấy, bệnh nặng lên ấy. Thậm chí là ung thư đấy chú ạ. Cái gì? Ung thư á? Này, đừng có dọa nhau nhá. Cháu điêu chú làm gì? Bố cháu đời đấy à, người gầy rộc đi, ăn uống thì khó chịu, ngủ không ngon vì ho, héo hon đến nỗi à, phát tội luôn. Mà may nhá, gặp đúng thầy đúng thuốc nên bây giờ lại ngon rồi. Bố cháu sử dụng những sản phẩm gì? Đầu tiên là phải chế độ sinh hoạt lành mạnh này, bỏ thuốc triệt để, và là phải kết hợp sử dụng các sản phẩm có chiết xuất từ nhiều thành phần như là cam thảo này, ô liu này, cúc tê này, phúc côi đan này, bai calin này, lá bạch đàn, bồ công anh, sơ sơ là như thế chú ạ. Sau có mấy tháng bệnh viêm phế quản mãn tính của bố cháu được kiểm soát rồi, là bố cháu bây giờ đã khỏe mạnh rồi mà còn chơi cầu lông được cơ. Ôi thế à? Ôi giời ơi, thế thì trước tiên ấy, chú là phải đi khám ngay xem là tình trạng bệnh của chú nó như thế nào. Sau đó thì chú sẽ kết hợp những cái sản phẩm mà bố cháu đã dùng nha. Vâng. Chứ không có thì chú cứ bị như thế này đến toàn mà thôi. Thôi bây giờ chú cứu vợ cháu nhá, rồi sau đi khám luôn. Được rồi. Vâng. Thưa bác sĩ, vậy có giải pháp nào để điều trị hiệu quả các bệnh lý viêm phế quản mãn tính, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD cũng như là phòng ngừa ung thư hay không ạ? Ví dụ như là nếu nhiễm độc phổi thì phải giải độc phổi. Khói thuốc lá là nguyên nhân số 1, là kẻ thù số 1 dẫn đến các bệnh lý mãn tính ở đường hô hấp cũng như là ung thư phổi. Nếu như đã phát hiện bệnh và chưa phát hiện bệnh thì cũng đều nên tránh xa, cần phải đeo khẩu trang khi ra đường, cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống bằng những cái bài tập đơn giản, là có thể những cái bài tập như thở chú môi này, thở cơ hoành này, hoặc thở ra gắng sức. Đó là trên thế giới cũng đã ghi nhận những cái thảo dược rất là quý có khả năng giải độc, phòng ngừa ung thư. Vâng ạ, vậy thì chi tiết những cái loại thảo dược này có tác dụng như thế nào được không ạ? Tôi xin chia sẻ 4 nhóm thảo dược quý, trong đó nhóm 1 là nhóm giải độc phổi. Với đầu tiên là thảo dược là xuyên tâm liên. Xuyên tâm liên từ lâu đã được y học cổ truyền sử dụng như một kháng sinh nam. Xuyên tâm liên có tác dụng giải độc phổi và làm sạch phổi nhờ thúc đẩy hoạt động glutathione, giao nâng cao nồng độ glutathione nội bào trong phổi của người tiếp xúc với thuốc lá. Glutathione chính là trung tâm hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của cơ thể. Hệ thống này bảo vệ các tế bào chống lại các tác nhân vật lý như ô nhiễm, độc tố hay hóa chất. Thảo dược thứ hai đó là cam thảo Ý. Hiện tại trong y học hiện đại, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và chứng minh cam thảo có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và giải độc mạnh mẽ. Thảo dược Baikalin. Theo nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Seon Soro, Đại học Y khoa Hàn Quốc, Đại học Daegu Hani Hàn Quốc đã chứng minh Baikalin
rất hiệu quả trong việc phục hồi chức năng phổi bị tổn thương do bệnh lý, do khói thuốc lá, hoặc do ô nhiễm, hóa chất độc hại, hoặc là do vi khuẩn virus từ môi trường. Chất xuất lá ô liu thì là một chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ với đặc tính chống ung thư đã được ghi nhận ở nhiều nghiên cứu hiện đại. Nhóm thảo dược thứ hai là nhóm thảo dược bảo vệ phổi khỏi các tác nhân gây độc mới. Đầu tiên đó là thảo dược cúc tây, thì chiết xuất từ cúc tây đã tăng cường mạnh mẽ chức năng của đại thực đào phế nang, từ đó giúp điều hòa miễn dịch cũng như làm sạch phổi. Chiết xuất xuyên bối mẫu, y học hiện đại đã chứng minh xuyên bối mẫu kích hoạt các hệ thống lông mao, từ đó đã đẩy được chất thải ra ngoài để giải độc phổi, làm sạch phổi cũng như long đờm giãn phế quản. Nhóm thảo dược thứ ba có khả năng phòng ngừa ung thư đó là fucoidan. Theo nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Katsuyuki Nakajima, Đại học Gunma, Nhật Bản, sử dụng fucoidan mỗi ngày làm tăng cường hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên NK, là tế bào có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào đột biến gen, tế bào ung thư, từ đó phòng ngừa nguy cơ ung thư cũng như giảm đáng kể sự phát triển của khối u và di căn của bệnh nhân ung thư phổi. Về nhóm thứ tư, đó là thảo dược giảm ho, tiêu đờm và giãn phế quản, thì có thảo dược đó là tỳ bà diệp. Y học hiện đại đã chứng minh là tỳ bà diệp có tác dụng giãn phế quản và kiểm soát các tế bào viêm, do ức chế được giải phóng các chất trung gian gây viêm, từ đó làm giảm tiết các chất nhầy trong đường hô hấp, tống đờm ra ngoài. Thảo dược tiếp theo đó là chiết xuất lá bạch đàn, có tác dụng kháng viêm, long đờm, giảm tắc nghẽn đường thở và giảm ho. Về chiết xuất tiếp theo, chiết xuất lá bồ công anh là một thảo dược rất là quý trong các bài thuốc cổ phương của Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ cũng như là các nước Trung Đông, được sử dụng như một kháng sinh nam, dùng trong các trường hợp viêm nhiễm, ví dụ như là viêm phế quản, viêm họng, viêm amidan. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay một nhân vật. Nhân vật này rất là đặc biệt ạ, thưa quý vị, đó chính là nhân vật đã xuất hiện trong phóng sự đầu tiên của chương trình ạ. Xin mời anh. Xin chào MC, chào bác sĩ. Chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Tên tôi là Hà. Vâng ạ, xin chào anh Hà. Như phóng sự đầu tiên của chương trình thì Hải Vân được biết là anh bị ho, đờm và khó thở kéo dài ạ. Vậy thì không biết hiện nay hiện trạng bệnh của anh đang như thế nào rồi ạ? Tôi bị bệnh cách đây 5 năm rồi. Cũng là do cái thói quen là mình hút thuốc lá từ khi 18 tuổi. Và cái môi trường làm việc thì bụi bẩn, không khí thì ô nhiễm. Ban đầu chỉ ho hắng, cứ nghĩ là đơn giản, một vài ngày là khỏi. Ai ngờ bệnh càng ngày càng nặng. Thậm chí có những khi mà những cái cơn ho kéo dài đêm không ngủ được, nửa đêm phải thức dậy, đớp không khí cứ như là cá vàng đớp ấy. Thế rồi có những khi mà những cái hơi thở của mình ấy, nó cứ khò khè như kiểu kéo đàn nhị. Sáng dậy ấy, thì đờm đặc kín ở cổ, không khạc nổi, rất là khó chịu, mất rất nhiều là thời gian. Thế có đi khám thì bác sĩ bảo là bị bệnh viêm phế quản mãn tính, mà không cẩn thận là phổi tắc nghẽn mãn tính, mà còn có thể là dẫn đến là ung thư. Tôi có uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhưng bệnh tình cũng chỉ thuyên giảm được phần nào thôi chứ không khỏi hẳn. Sau khi uống hết đơn thuốc một tuần thì những cái triệu chứng lại tái phát, ho nặng hơn. Thế nhưng bây giờ những cái triệu chứng như ho, đờm, khó thở không còn nữa. Và thậm chí đã lâu tôi không cần phải uống thuốc kháng sinh nữa. Giờ thì ăn ngon, ngủ ngon, sức khỏe tốt và lên cân. Body Detox hội tụ được tất cả các thảo dược quý hỗ trợ trong việc bảo vệ cũng như giải độc phổi. Nhóm thứ nhất là giải độc phổi, gồm có các thảo dược quý như xuyên tâm liên, baikalin, cam thảo ý, chiết xuất từ lá ô liu. Nhóm thứ hai là bảo vệ phổi khỏi các tác nhân gây độc mới, đó là cúc tây và xuyên bối mẫu. Nhóm thứ ba đó là phòng ngừa ung thư với thảo dược rất là quý là fucoidan. Nhóm thứ tư đó là giảm ho, long đờm và giãn phế quản với các thảo dược là chiết xuất tỳ bà diệp, chiết xuất lá bồ công anh và chiết xuất lá bạch đàn. Bởi vậy sản phẩm Body Detox có thể hỗ trợ trong điều trị hiệu quả các bệnh lý như bệnh viêm phế quản mãn tính, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, do đã giảm được các triệu chứng là giảm ho, giảm đờm, giảm khó thở, và từ đó đã phòng ngừa hiệu quả các biến chứng nguy hiểm của bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản cũng như viêm phế quản mãn tính. Và các thảo dược quý
còn có tác dụng là phòng ngừa ung thư phổi hiệu quả. Body Detox được sản xuất của công ty GNE International của Mỹ đã được chứng nhận GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Thực tế là rất là nhiều người bệnh, không riêng anh, đã dùng sản phẩm Body Detox để giải độc và bảo vệ phổi rất hiệu quả. Về khuyến cáo, những đối tượng có thể sử dụng được sản phẩm Body Detox đó là những người hay phải tiếp xúc với môi trường độc hại, ví dụ như là nhiều khói, bụi, hóa chất, thuốc lá hoặc là không khí ô nhiễm cả ở thành thị cũng như nông thôn. Người có dấu hiệu nhiễm độc phổi, ví dụ như là ho kéo dài, ho không rõ nguyên nhân, ho khó thở ngắn, hoặc là những người mà có những cái bệnh lý viêm phế quản mãn tính, hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà trước đó là có tiếp xúc với môi trường ô nhiễm kéo dài. Người có nguy cơ mắc những bệnh lý hô hấp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và có nguy cơ ung thư, đó là những người đã bị nhiễm độc phổi. Và rất chúc mừng anh đã tiếp cận được với sản phẩm rất là tốt, uy tín và có xuất xứ từ Mỹ, an toàn, lành tính, hiệu quả và không có tác dụng phụ. Lý do là Body Detox hoàn toàn từ thảo dược, bởi vậy cho nên là hoàn toàn yên tâm dùng, cũng như là khi kết hợp với những cái thuốc mình điều trị bệnh nền khác mà không sợ có tác dụng phụ cũng như tương tác thuốc. Vâng, một lần nữa những giải đáp của bác sĩ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.